không CP kể lịch sử não động về nữ chính công cụ người, diễn phần không nhiều lắm bài này giai đoạn đầu là lợi đồn lịch sử, sau đó là phổ cập khoa học danh nhân các triều đại, bao gồm nhưng không giới hạn trong minh quân, hôn quân, trung thần, lương tướng và nữ danh nhân. Thiên mạc giáng lâm các triều đại, các cổ nhân vô tình nghe được bát quái của mình. Sốc Tần Thủy Hoàng đúng là con riêng của Lữ Bất Vi. Doanh chính Nhất phái hồ ngôn Sốc võ tắc thiên vì quyền thế mà sát hại con gái ruột võ tắc thiên đời sau lại phỏng đoán ta như thế sốc tình yêu đích thực của hán vũ đế dĩ nhiên là hắn lưu triệt tình yêu đích thực của tôi sao tôi không biết sốc bài thơ bảy bước là gì tào phi hình tượng của ta sao lại ngu xuẩn như thế chương một màn trời giáng lâm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Các triều hoàng đế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Thân thế chi mê Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lời đồn mãnh liệt như hổ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tướng quân hay là hoàng hậu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Long Dương chuyện tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Võ hậu giết nữ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Phế vương lập võ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Bảy bước thành thơ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đậu tại trong nồi đồng khóc bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test